Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn cũng nhận được rất là nhiều thư của quý vị qua email, nhưng mà chúng tôi xin thưa quý vị như thế này. Có một số quý vị đưa tin của những địa phương bảo rằng tin là chắc chắn 100%. Và chúng tôi cần phải nêu lên trong chương trình này. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi cũng không biết là, chúng tôi không dám nói là quý vị là đặt chuyện ra. Nhưng mà quý vị bảo là nó chắc chắn 100%. Mà chương trình này là chương trình đọc báo Vẹm, chúng tôi phải lấy từ báo ra. Đúng rồi. Mà nếu quý vị đưa như vậy chúng tôi đọc thì thành ra người ta bảo là chương trình này theo dệt lên để mà nói xấu chế độ. Báo của đảng và nhà nước viết rõ ràng, chúng tôi đọc mà người ta còn bảo là chúng tôi đi nói xấu chế độ. Nên quý vị cũng thông cảm cho. Có người hỏi rằng, còn bảo rằng là chương trình này không có công bằng. Tại sao không đọc báo Mỹ, mà cứ đi đọc báo trong nước, mà những chuyện xấu trong nước. Thưa quý vị, mỗi chương trình nó có một công việc. Chương trình là chương trình đọc báo Vẹm, thì tại sao chúng tôi đọc báo Mỹ? Mỹ thì quý vị biết là tin tức ở Mỹ người ta không có giấu gì cả. Và hay của Loan mà xấu Loan giờ cũng Loan. Và báo chí Việt Nam người ta vẫn dịch tin của Mỹ để người ta vẫn đăng. Không phải chương trình đọc báo Vẹm, chúng tôi đọc báo Vẹm thôi. Còn hy vọng là có thể là có một đài nào khác hay một nhóm mà các anh chị em khác nào có điều kiện họ làm cái chương trình đọc báo Mỹ thì lúc đó quý vị xem đọc báo Mỹ. Đúng rồi. Dạ, mình chỉ có thì giờ đọc báo Vẹm mà nó hết đó mà. Không, nhưng mà nó như thế này, mỗi công việc nó mỗi khác. Quý vị không thể nào vô trong tiệm phở đó, tại sao anh bán phở mà không bán bún bò Huế? Như vậy không công bằng. Cho nên thì nó cũng hơi kẹt nha. Rồi, xin mời Nguyễn Khôi. Nguyễn Khôi thì có computer trước mắt, nhưng mà có cái bài mà tôi một rồi tôi đọc vẫn thấy hay quá, tôi phải in ra ngay, tại vì nếu mà không in ra sợ mình không nhớ mình quên đi thì lại tiếc cho khán giả không được dịp đọc một cái bài báo rất là hay. Bài báo của báo Vietnamnet, nhan đề của bài báo là luân chuyển hiệu trưởng đánh giáo viên vì không chịu đi nhậu. Tức là ông hiệu trưởng ông kêu giáo viên đi nhậu, giáo viên không chịu đánh, bây giờ luân chuyển ổng, tức là đưa qua trường khác. Thế thì tôi thắc mắc, lỡ đưa qua trường khác ổng cũng kêu giáo viên đi nhậu không nhậu ổng lại đánh nữa thì sao anh? Cái đó mình giải quyết sau. Bây giờ mình nghe câu chuyện một chút xíu đã. Hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên vì không chịu đi nhậu đã bị kỷ luật, khiển trách về mặt đảng, luân chuyển công tác, qua lại vân vân. Thì bên này thì nói bên kia, ông kia thì nói là anh em với nhau rồi, lời qua tiếng lại làm chút thôi. Nhưng mà bây giờ giọt cuối cùng của bài báo như thế này, giọt nước tràn ly. Trao đổi với Vietnamnet, thầy Nam kể lại, thầy Nam tức là thầy mà bị đánh đó, kể lại nguồn cơn sự việc. Theo đó, chiều ngày 11 tháng 4, ông Hải rủ thầy Nam cùng ba thầy khác xuống nhà một phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện kéo cá tổ chức ăn nhậu. Có lý quá. Sau khi kéo cá làm mồi xong thì thầy Nam xin phép về nhà với lý do có việc bận và bị đau. Đến khoảng 12 giờ đêm khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng rầm. Sau đó thầy Hải vào phòng tìm đến giường, to tiếng đập mạnh vào lưng và chửi: mẹ mày, cút khỏi trường tao. Thầy Nam kể lại. Theo lời thầy Nam, sau khi bị ông Hải đánh, chửi thì anh bỏ ra ngoài. Ông Hải vẫn chạy theo chửi, quá bức xúc nên anh Nam đã đánh trả lại. Cả hai sau đó lao vào vật lộn đánh nhau, các giáo viên đã phải đến can ngăn. Rất tiếc là mấy thầy cũng hơi lớn tuổi rồi, chứ nó mà gặp mấy trò mà chứng kiến cảnh này chắc chắn mình có nhiều cái túp lắm, nhiều cái clip để mình xem lắm, mà chắc là phải hay lắm bảo ạ. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cũng may là thầy Nam không đi nhậu ở nhà về bên, chứ nếu mà thầy Nam đi nhậu lúc đó là thầy cũng có rượu rồi, hiệu trưởng cũng có rượu, mà lúc đó hiệu trưởng bảo tao không cho mày về, mày phải uống hết mày mới về. Thế là không về nó đè lên là đập. Nhưng mà thưa quý vị, cái tình trạng giáo dục nó đã xuống thấp đến cái mức này. Thầy giáo, nhà giáo là cái gương cho các em, các học sinh nó nói theo để đào tạo thế là sao. Mà bây giờ nhân vô thập toàn cũng có lỗi đi, nhưng mà nếu có lỗi thì thôi cho ta nghỉ đi, hay là ít nhất cái biện pháp kỷ luật nào thấy nó xứng đáng là kỷ luật. Còn cái kỷ luật về mặt đảng thì chắc lại đứng lên: tôi có lỗi, em có lỗi, em xin lỗi. Rồi sau đó em hứa em sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Rồi thế là luân chuyển sang chỗ khác. Thì thưa quý vị, kỷ luật làm gì? Nó lại nhậu, nó lại đánh nữa. Tới nó không đánh đâu, nó đâm. Thôi nhưng mà mai mốt thì những giáo viên mà ông chuyển tới đó, thì đi ngủ tôi khóa cửa lại. Chắc ăn nó vô được. Thưa quý vị, ở bên Việt Nam thì ngày xưa đi uống cà phê đó, thì chúng tôi nhớ là uống cà phê phin thì nó mới sang. Bây giờ muốn uống cà phê phin anh ạ. Dạ, sang. Đó là nhàn, mới ngồi thông thả uống cà phê phin. Nhìn còn từng giọt cà phê để xuống, rồi nghe nhạc này, rồi nếu mà anh nào có máu thi sĩ thì có thể làm thơ này,
Rồi nếu mà có người đẹp nào mà người cô chủ quán hay là cô tiếp viên thì nó mình có thể nhiều cái tưởng tượng nó xảy ra, hay ngồi lúc chờ ô cà phê thì nó có nhiều thú vị lắm anh. Khói thuốc bay rồi ha, rất nhiều điều thú vị uống với những ly cà phê. Và những người mà lao động quá nghèo thì người ta kêu là uống cà phê vợt. Nhưng mà Việt Nam bây giờ người ta không uống cà phê phin nữa mà người ta uống cà phê pin. Ủa, tức là chữ, bỏ chữ nó mất cái chữ hát đi, mất chữ hát đi. Tại vì phin, chữ pin, cà phê pin là bởi vì một cơ sở thu mua nông sản ở tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông đã nhuộm cà phê với lõi pin rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, khiến các quán giải khác ở thành phố Hồ Chí Minh ế ẩm. Nhưng bây giờ Việt Nam là người ta, Đắk Nông là cái nơi vùng cao nguyên, là cái nơi mà sản xuất cà phê, trồng cà phê. Mà bây giờ người ta đang biết, người ta lấy cái lõi pin á, người ta tẩm cà phê. Thưa quý vị, bây giờ ở Việt Nam cái gì người ta cũng làm được. Đó là cái đối với xã hội chủ nghĩa thì nó hơn những cái chế độ khác ở chỗ là việc gì người ta cũng có thể làm được. Và cái lương tâm của những người như thế này, không biết họ nghĩ như thế nào mà có thể làm được cái chuyện này. Thì anh Hoàng Tuấn và quý vị đều biết là cái lõi cục pin thì nó là những cái chất rất là độc hại và độc, rất là nguy hiểm cho sức khỏe của con người. À, không biết chuyện đó cả. Các em mà mới đi học cũng đều biết những cái chuyện này nó nguy hiểm như thế nào. À, cũng biết chuyện đó mà tại sao người ta có thể cam tâm mà người ta làm chuyện này mà không phải làm, mà không phải làm là chúng tôi có xem cái video clip thì như là cả tấn ở trong thì đúng cái, là cà phê cái làm nhiều, nhưng mà tôi nghĩ nhiều khi người ta có cái quan niệm khác. Đúng sao uống cà phê nào, uống cà phê này vô thì không sợ hết pin. Anh nào mà nói thôi dạo này hết pin là yếu, uống cà phê thì vô là bảo đảm không có hết pin, pin nó nạp đầy đủ. Mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ nói cà phê từ cao nguyên xuống trong nước hình như cũng có cà phê cao nguyên thì phải không nhỉ? Có cà phê trung nguyên, cà phê trung nguyên, nhưng mà cũng có cà phê cao nguyên. Mà nói cà phê mang từ cao nguyên xuống thì ai mà không tin, mà không ai đúng rồi thì nó từ gốc xuống mà. Về ở bên ở Mỹ này nè, bây giờ có nhiều người thấy cà phê Việt Nam sợ quá, nên có người nói không, bây giờ là thấy cà phê Việt Nam mà những người đi Việt Nam mang qua cho đó cũng không dám uống. Mà thấy cà phê mà sản xuất từ Việt Nam cũng không dám uống nữa. Thôi thà uống chỗ khác, bởi vì uống không biết nó có pin không. Sợ nó là có pin ở trong đó. Khổ quá. Ấy trong thời gian vừa qua cũng có cái tin, thực sự là nó là một cái tin rất là đáng buồn cho cái tình trạng nói chung của đất nước, và nhất là cái quan hệ giữa người và người với nhau đó. Tin quan tin mà có một ba bố của một bệnh nhi, tức là một em bé bị bệnh, tát bác sĩ với hành vi đánh và tát bác sĩ đang tư vấn hướng điều trị cho con mình. Ông Trương Văn Thanh bị cơ quan điều tra xử lý hình sự, và người ta có đem chiếu ở trên các website cái hình ảnh này, lấy trích xuất từ camera an ninh cho thấy là cái ông bố này đang nói chuyện với ông bác sĩ. Cái bác sĩ này còn trẻ, tuy nhiên xông tới rồi đánh vào mặt. Và nếu mình chỉ coi những hình ảnh thì mình thấy nó quá tồi tệ đi. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn nói cái nguyên nhân nó như thế này. Cái nguyên nhân đây thì người ta nói bác sĩ này ông theo như là bệnh viện giải thích, thì tại vì mình không có âm thanh, mình chỉ có hình ảnh chứ mình không có âm thanh. Cái khó là như vậy, mà không biết hai bên nói chuyện với nhau có cái điều gì mắc không. Chúng tôi không nghĩ là cái ông Trương Văn Thanh thì ông là tự nhiên ông nổi khùng lên mà phải có cái điều gì đó, có thể là trong cái câu chuyện nó có một cái gì đó. Tại vì người ta đã đưa con đến, mình không bênh ai cả, cái chuyện mà hành động mà đánh người khác chưa phải là bác sĩ hay không, cái là đánh là người không đúng rồi. Đã là không đúng rồi, đã là đáng đưa ra tòa để mà xử tội rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng nếu mà hai người bình thường nói chuyện, mà cái hình ảnh trước đó cho thấy nói chuyện rất là bình thường, và nếu mà trong câu chuyện nó không có cái gì bất thường thì chắc chắn là cái hành vi bất thường đó đã không xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng, thưa quý vị, nó có liên quan tới cái vấn đề là hay là vấn đề phong bì thì đó là cái thủ tục. Như bên Mỹ này, chúng tôi thỉnh thoảng cũng có vào bệnh viện, thỉnh thoảng có đưa người thân đi vào bệnh viện, và chúng tôi thấy khi vào bệnh viện bác sĩ chỉ lo về chuyên môn mà thôi. Còn tất cả những cái thủ tục khác, từ vấn đề giấy tờ, vấn đề bảo hiểm, vấn đề điều trị, vấn đề tốn kém, vấn đề có phải trả thêm cái tiền gọi là tiền viện phí, tiền trả những cái tiền đã góp chung vào đó là thì là bao nhiêu, thì cái đó là nhân viên hành chính họ lo hết. Bác sĩ là người chuyên môn chỉ lo công việc điều trị cho bệnh nhân. Thậm chí nếu mà bác sĩ chuyên môn nó, họ cũng sẽ không hỏi tới là ai trả tiền hay là bảo hiểm nào, để tránh cái tình trạng mà thiên vị người này bảo hiểm tốt, người kia bảo hiểm không tốt, hay như thế nào như thế này. Thì biết bệnh là chữa cái đã. Bệnh là chữa và chữa cho hết bệnh. Cái nguyên nhân là ở đó. Thưa quý vị,
ở Việt Nam bây giờ ai không biết đến cái tình trạng và lo lót tiền túi, tiền này, tiền kia cho các bệnh viện. Một cái tình trạng mà tất cả báo chí đều nói cả, từ trước cho đến bây giờ, chứ không phải chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi nghĩ ra cái chuyện đó hay chúng tôi dựng ra cái chuyện đó. Phải có một cái lý do nào đó. Nếu mà đã điều tra thì điều tra đến tận cùng, và đã làm thì làm cho đến gốc của nó, thưa quý vị, gốc rễ của vấn đề, để tránh những cái tình trạng như thế này nó còn tái diễn nữa, thưa quý vị. Cái chuyện đánh bác sĩ là cái chuyện hoàn toàn trái, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không bênh vực gì cái ông Trương Văn Thành đó. Nhưng mà chúng tôi tin chắc là trong cái câu chuyện đó, nó phải có gì đó, nó phải có cái gì đó khiến ông ấy tự nhiên ông đánh bác sĩ. Thì tại vì mình có cái nhảy, mình thấy hai người nói chuyện lúc đầu với nhau rất là bình thường. Với lại con người ta nằm bệnh viện, người ta phải lo cho con người ta, thì người ta không thể nào đi đánh bác sĩ được. Cái vì xã hội nó quá tệ. Nó có một cái việc như thế này, chúng tôi thấy bây giờ các bạn trẻ trong nước người ta cũng đưa lên Facebook cái lời nói của ông Hồ Chí Minh khi mà kể tội của thực dân Pháp. Là chúng không cho tư sản của chúng ta ngóc đầu lên, chúng bóc lột, rồi chúng làm tất cả, lấy đất đai của dân, rồi chúng đầu độc dân ta bằng các rượu rồi thuốc phiện. Thì có nhiều người bạn trẻ nói, ủa sao hay vậy ta? Ý nó là sao bác giỏi vậy? Thì sao mà bác nói cái chuyện, cái lời nói của bác nó lâu lắm rồi, bây giờ nó vẫn còn tính thời sự. Thì tôi nghĩ cái này thì bác nói theo kinh nghiệm bản thân thôi. Thì bây giờ có cái chuyện xảy ra ở Thanh Hóa nè. Quái oăm chuyện thu phí đồng điền ở Thanh Hóa, vịt ra đồng cũng phải nộp phạt. Tức là không chỉ thu phí trâu bò thả ra đồng, quy ước bảo vệ đồng điền của một hợp tác xã Thanh Hóa còn áp dụng các biện pháp xử phạt cả ngang gà vịt nếu người dân thả ra đồng. Tức là bây giờ tất cả những con thú, những con như là trâu bò mà đi ra đây thì phải đóng cái tiền lệ phí, tiền lệ phí đồng cỏ, gọi là phí đồng cỏ. Bây giờ con trâu con bò nó cũng không có được tự do ăn cỏ nữa, và người ta bảo là không những con trâu con bò không, mà bây giờ nếu mà con gà con vịt con ngan mà nó chạy ra đường thì cũng bị đóng phạt luôn. Đó là quy ước bảo vệ đồn điền hợp tác xã Minh Anh đã đề ra các điều khoản hết sức hà khắc và vô lý, cụ thể cấm người dân chăn dắt thả trâu bò dê vịt gà ngan ngỗng lợn trên tất cả xứ đồng, kể cả bờ mương, bờ kênh do hợp tác xã dịch vụ Minh Anh quản lý. Các chủ máy gặt, máy lồng đất trước khi xuống đồng phải đến đăng ký hợp tác xã để có kế hoạch phân bổ diện tích cho từng chủ máy. Có nghĩa là bây giờ một cái hợp tác xã thôi mà một cái lối cư xử nó còn hơn là một ông vua nữa. Thì cái việc chúng tôi nghĩ bây giờ lỡ mà con gà mình nhốt trong nhà mà lỡ nó sống nó chạy ra rồi chết dở. Bọn người ta không, người ta muốn làm tiền sao mà cái chỗ gì cũng làm tiền kinh khủng như vậy. Bởi vì ở Thanh Hóa đó nhà mà cái chuyện của bây giờ chứ không phải là cái chuyện xưa, cái thời mà thực dân Pháp, thời mà phong kiến là đàn áp bóc lột dân ta đâu nha. Đây là cái thời mà đất nước đã được thống nhất 43 năm, và coi như là đảng và nhà nước luôn luôn chăm lo cho đời sống của dân, mà nó có một cái hợp tác xã mà nó thu cả trâu bò gà vịt ngang ngỗng, mai mốt nó thu cả chó cả mèo nữa. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một số quảng cáo. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì chúng ta cũng thường thấy các cán bộ hay là các mấy ông chủ tịch rồi mấy ông bí thư của Việt Nam rồi đi sang Trung Cộng đó, đi thăm viếng, lúc nào cũng ca ngợi cái tình hữu nghị. Và cho tới gần đây chúng tôi cũng biết là cũng có người còn nói tới 16 chữ vàng. Nhưng bây giờ báo trong nước đăng nha, phóng viên làm phóng sự nha. Tàu cá Trung Quốc tăng đột biến ở Trường Sa. Giữa tháng 4, 2018, phóng viên của báo Thanh Niên có chuyến công tác tại Trường Sa và tận mắt chứng kiến hàng chục tàu cá Trung Quốc các loại tập trung xung quanh căn cứ mà họ xây dựng trái phép trên bãi Huy Gơ của Việt Nam. Bãi đảo Huy Gơ nằm trong cụm đảo sinh tồn ở Trường Sa, Khánh Hòa, còn gọi là đá Tư Nghĩa. Bãi đá san hô chỉ nổi lên khi thủy triều xuống, tức là vùng đất của Việt Nam mà Trung Quốc bây giờ nó là đưa tàu vô, và những cái tàu mà gọi là tàu cá đó, không phải, nó giả dạng, và phóng viên người ta đã thấy. Và có một cái chuyện như thế này nữa, các cán bộ hải quân Việt Nam, phóng viên thấy đấy, này phóng viên đi làm, phóng viên thấy, mà hải quân có nhiệm vụ giữ gìn bờ biển an ninh nước nữa. Các cán bộ hải quân Việt Nam cho biết là phía Trung Quốc rất quyết liệt xua đuổi, ngăn cản các tàu thuyền nước ngoài đi cách đảo 3-4 hải lý. Thậm chí tháng 4, 2017 hồi năm ngoái đó, khi tàu KN 490 của Việt Nam chở đoàn khách dân chính đảng
ra thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ đảo sinh tồn đông neo phía ngoài, nhưng phía Trung Quốc vẫn cho xuồng cao tốc chở binh lính vũ trang ra ngăn cản. Chứ quý vị, cái chuyện nó rõ ràng bây giờ báo Thanh Niên đăng như vậy. Mà chúng tôi cũng nghe cái tin gần đây, mà chúng tôi cũng nghe cái tin một đài ở đây địa phương, người ta có nói là có một ông ở Việt Nam cũng sang thăm Trung Cộng. Yeah. Và vẫn còn ca ngợi 16 chữ vàng. Uh-huh. Thì chúng tôi thưa quý vị, không có cái sự khốn nạn nào nó hơn cái sự khốn nạn này. Bây giờ chính Hải quân Việt Nam xác nhận là tàu đưa đoàn dân, là cán bộ của Việt Nam ra để thăm ở đảo sinh tồn. Rõ ràng là đoàn khách dân chính đảng ra thăm để mà ra thăm cái đảo sinh tồn đó, đó mà yeah. cũng bị Trung Cộng nó đưa binh lính tới nó ra nó ngăn cản. Đó. Và mà rồi Hải quân mình có nói gì không? Thì người ta chỉ nói là một cán bộ trên đảo sinh tồn đông cho biết là từ đầu năm nay số lượng tàu Trung Quốc xung quanh khu vực Huiger Ba Đầu tăng nhanh đột biến, có thời điểm 40-50 chiếc tàu cá dân binh, tàu vũ trang giả, tàu cá ken thành bè ở bãi Ba Đầu, ban đêm hệ thống đèn chiếu sáng nhìn như thành phố nổi. Thế là người ta chỉ báo cáo như vậy thôi. Còn bên Hải quân thì cũng cho biết là ngay cả tàu chở dân chính đảng ra thăm nó cũng bị Trung Quốc rồi nó rượt. Nhưng mà vậy thôi. Chỉ cho biết thôi. Vậy thôi, vậy thôi. Chỉ có làm gì không? Thì anh cũng biết rồi, bây giờ có gì đâu làm, biết làm gì bây giờ. Anh cũng thấy là nếu mà cho biết như vậy thì phóng viên người ta cũng cho biết được rồi, cần gì phải Hải quân ra để mà cho biết, ai cũng biết cả. Cái chuyện này nó rõ ràng. Hải quân nói chuyện với phóng viên. Có nghĩa là phóng viên người ta nói, Hải quân nói chuyện. Nhưng mà viên. Những cái chuyện này chúng tôi nghĩ rằng là báo chí phóng viên họ có thể họ tìm hiểu được, hay là họ có thể quan sát được, họ thấy được. Nếu mà chỉ cần cái nhiệm vụ của Hải quân chỉ là cho biết thì thôi, thì mình cần Hải quân làm gì thì mình dẹp đi, đỡ tốn tiền lắm anh ạ. Anh nghĩ còn bây giờ nuôi cả bao nhiêu trăm ngàn người lính Hải quân, bao nhiêu tàu thuyền mà mua của nước ngoài, tàu ngầm tốn lắm, ngân sách của quốc gia là tốn lắm, đất nước mình còn nghèo. Nhưng mà anh không thấy là khi mà ngư dân của mình ra ngoài đó ra ngoài biển bị Trung Cộng nó đánh, nó đập rồi nó phá tàu thì chỉ về báo cáo. Nghĩa là nhiệm vụ của Hải quân và cảnh sát biển là tới để xem xét là bao giờ lấy báo cáo. Tức là với cấp trên thì là báo cáo, với người dân thì là cho biết. Thế thôi, còn không phải làm gì cả. Còn Trung Quốc nó không làm gì cả đó. Nó đem đến, nó thắp sáng, nó đem đến bè, nó đem đến tàu chiến, rồi nó đem đến tàu giả, tàu chiến, nó đem đến tàu đánh cá, nó đem đến hàng loạt, nó đem đến, nó làm thành phố nổi. Thì kệ nó. Thì mới, tại vì 16 chữ, mai mốt tôi nghĩ chắc nó lên 18 hay là 20 chữ. Thì coi như là khỏi cần gì nữa, không phân biệt nữa. Không phân biệt nữa. Của Trung Quốc cũng như của ta. Anh không biết bây giờ có những người trong nước, người ta bảo rằng là cái bọn mà phản động hải ngoại đó, nó cứ xích động chiến tranh. Yeah. Nó cứ muốn chiến tranh để dân ta khổ. Ừ. Bây giờ đảng và nhà nước ta phải biết khéo léo mà theo đường lối ngoại giao. Yeah. Chứ còn cái bọn phản động á, nó cứ muốn dân mình chiến tranh cho nó khổ. Ừ. Cho nên sẽ không biết là cái đứa nào mà nó mang súng đạn vô miền Nam nó đánh. Không biết nó có phản động không. Rồi thưa quý vị. Báo VN Express, Phó Bí thư Đồng Nai vượt quyền ưu ái cho công ty của chồng. Đây là bà nha. Anh có được cán bộ, anh có được cái tưởng, anh ấy tưởng là ông Phó Bí thư đó, ông cái này ông là bà Phó Bí thư. Bà Phó Bí thư chứ không phải vượt là phó, anh à. Anh Hoàng Tuấn thì anh có một cái tật là anh nghĩ rằng thế mà làm cán bộ là mà lên cái chức bí thư là chức phó bí thư thì thường phải ông. Thường thường ông là tại vì nó hay có cái sự ưu ái. Mà nó hợp lý là các ông ưu ái các bà thì nó hợp lẽ hơn, phải không ạ? Đúng rồi, lẽ thường. Nhưng mà đây thưa quý vị, Phó Bí thư Đồng Nai một bà Phan Thị Mỹ Thanh, cái tên cũng đẹp quá, đã ký nhiều văn bản không đúng chức trách nhiệm vụ để mang lại lợi ích cho công ty của chồng. Thế là ông chồng làm một cái công ty, Phó Bí thư. Thế thì không biết rồi bà có hỏi là quan hệ công khai hay lén lút gì không? Thanh tra chính phủ vừa kết luận thanh tra toàn diện dự án khu dân cư thương mại dịch vụ xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai do công ty thương nghiệp hỗn hợp về tổng nghiệp cái gì hỗn hợp gì đó. Cường Hưng làm chủ đầu tư, và đây là công ty do ông Đỗ Tịnh, chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Thì đúng rồi, bây giờ hỏi anh, người ta lấy vợ để làm gì? Đúng rồi. Lấy vợ là cũng phải, vợ phải giúp đỡ để mà cho sự nghiệp nó phát triển chứ. Mà vợ làm phó bí thư, mà công ty của chồng mà vợ rồi mà không làm ăn được cái gì? Thế đấy. Thì làm chồng làm gì? Thì đó, thì làm chồng làm gì? Không lẽ bây giờ bà là không lo cho ông chồng của bà, mà bà đi lo cho ông chồng của người khác hả? Ồ, cái đó còn chết nữa. Cái đó còn chết nữa, cái đó là nó không hợp với đạo lý. Cho nên là tôi lo cho chồng của tôi là cái việc rất là hợp.
mà bây giờ người ta truy ra là bà này, bà thì cái hồi bà còn làm cấp dưới đó, là giám đốc sở gì đó, bà ấy đã bị mang tiếng nhiều, đã bị kỷ luật, đã bị khiển trách, đã bị thế này thế kia, muốn biết sao bà cứ từ bà lên tới chức phó bí thư tỉnh. Mà tôi hỏi anh chứ bây giờ đã là cán bộ đảng viên thì có ai mà không mang tai tiếng anh? Đó là cán bộ đảng viên thì phải có tài tiếng, mà như tài tiếng càng nhiều nó lại càng lên càng nhanh thì rồi mọi người, chúng tôi có một cái tin mừng cho Syria. Sao vậy thưa quý vị? Trong anh đọc báo trong nước mà nó có gì không, không, nhưng mà nó có dẫn dắt tới cái chuyện như thế này. Là khi mà Mỹ đó bắn hỏa tiễn vào Syria thì Nga lên tiếng, Nga nói là không được làm cái việc như vậy. Nếu mà Mỹ mà không có nghe lời Nga đó, vẫn bắn hỏa tiễn thì sẽ có hậu quả. Nhưng mà chúng tôi khi bắn xong rồi thì tôi thấy là cũng chả thấy hậu quả gì. Ông Nga ông cũng làm thinh. Nên tôi không lý ông giờ ông vác súng qua Mỹ ông bắn à. Nhưng mà khi mà Nga cũng không có giúp được gì cho Syria cũng nhưng mà bây giờ Việt Nam đó có tin mừng Syria, là việc tôi nghĩ là Việt Nam sẽ đưa người sang giúp cho Syria. Để làm gì? Bởi vì có một ông đại tá, ông tên là Phan Văn Từ, nguyên trưởng phòng công nghệ cao Viện Tên lửa Bộ Quốc phòng. Ông nói là dùng súng máy 12 ly 7 bắn tên lửa hành trình Tomahawk quyết không được sợ. Tức là ba là trong thời kỳ chiến tranh, dân quân tự vệ đã dùng những vũ khí quý thô sơ, đã dùng AK và ông nói về cái chuyên môn của ông về bên quân sự thì chúng tôi không rành lắm. Tức là một phút bắn ba mấy trăm viên đó thì vẫn có thể diệt được những cái vũ khí tối tân trong thời kỳ chiến tranh, trong thời kỳ chống Mỹ. Thì bây giờ đối với ông là súng máy 12 ly 7 vẫn có thể bắn được tên lửa, không những tên lửa Tomahawk mà nhiều loại khác nữa vẫn có thể hạ được như thường. Cho nên chúng tôi nghĩ là Syria phải làm việc với Việt Nam, phải đưa ông này qua. Và nếu bây giờ mình để chứng minh cho Mỹ nó sợ mình á, 12 ly 7 tôi bắn được Tomahawk, bây giờ cho Mỹ nó bắn vào một cái hỏa tiễn vào Việt Nam, cho cái điểm nào không, đó. Không được. Và nhưng mà Mỹ nó bắn là nó báo trước là ta bắn đó nha. Thì Việt Nam chuẩn bị 12 ly 7 sẵn. Thế là mình bắn rớt một cái Tomahawk là Mỹ nó sợ ngay. Mà nổi tiếng thế giới ngay. Không nổi tiếng thế giới ngay. Mà lúc đó thì là Nga phải mời mình qua để làm cố vấn để chế tạo vũ khí mới để chống lại Tomahawk. Mà thưa với anh là xin lỗi, có một cái việc nữa là ông nói là dân quân tự vệ ngày xưa chiến đấu bằng vũ khí thô sơ. Thì sau năm 75 tôi nghe mấy người Bắc ở ngoài Bắc vô người ta kể lại, người ta nói như thế này là chiến sĩ ta thì là ở nhà quê, thế là cũng nhà quê nhà mùa không biết gì, như quê lại thế là đưa lên thành phố, hay là cầm AK hay bắn máy bay, thế là lên cột đèn, đúng rồi, bắn cho nó gần cao thế, thế là nó giật một cái là chết treo toàn tèn. Người Bắc vua ta kể như vậy, người ta kể là tội nghiệp như vậy đó. Thế mà 12 ly 7 mà bắn được thôi mà tôi nghĩ kỳ này thôi chứ Trung Quốc chắc nó không dám đụng đến Việt Nam này. Mà Nga cũng sẽ mời cái ông này qua. Vâng, thưa quý vị, người ta làm kinh tế thì ta cái nguyên tắc của làm kinh tế là gì? Thương mại là gì? Là mua thấp bán cao thì nó mới có lời, mới thành công được, không ạ? Nhưng mà đặc biệt là trong đất nước Việt Nam của chúng ta thì Đảng nắm tất cả, cho nên Đảng cũng lo vấn đề kinh tế luôn. Thì Đảng lại có một cái nguyên tắc là khác người ta, là Đảng mua cao mà bán thấp. Đây bằng chứng, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy bán hơn 300.000 m2, 300.000 m2 nó là một cái mức đất rất là lớn, đất công với giá rẻ, khẳng định việc bán hơn 30 hectare đất ở huyện Nhà Bè cho doanh nghiệp là trái quy định. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy giao dịch này. Tối 18 tháng 4, văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển nhượng khu đất hơn 30 hectare của công ty thương nghiệp hỗn hợp một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn thuộc văn phòng Thành ủy cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Khu đất này đã đền bù xong rồi nha, trả tiền đất cho dân xong hết rồi nha. Thuộc khu dân cư Phước Tiến, xã Phước Tiến, huyện Nhà Bè, có vị trí đẹp ở gần sông Sài Gòn, nhưng được chuyển nhượng với giá 1.290.000 đồng cho mỗi mét vuông vào tháng 6 năm 2017. Giá quá rẻ thưa quý vị. Bây giờ một số cái lời bình phía dưới. Với giá 1.300.000 một mét, bây giờ thì chắc chỉ có mua được đất ở rừng, đất dãy ở một tỉnh nào đó xa xôi, tuốt tận biên giới mà thôi. Ở phía cuối Củ Chi giáp danh Tây Ninh, giá đã đẩy lên, tức là gần Tây Ninh đó, mà giá đã đẩy lên gần chục chai, tức là gần chục triệu một mét rồi, mà mấy ông bán có đất nhà nước mà giải tỏa xong hết là bán còn 1.300.000. Người khác thì nói giá cao thì chắc chưa biết, nhưng bán một tài sản lớn của cơ quan không qua đấu thầu, bán bằng hình thức chỉ định nên quyết định hủy hợp đồng là đúng. Làm kinh tế phải tính chứ bác, đất người ta không mua 1.300.000 một mét vuông, đang còn đất doanh nghiệp mua đất về còn đầu tư vân vân và vân vân.
Bác mua không em bán cho bác đất Bình Chánh còn gần hơn Nhà Bè, mặt tiền 12 mét, giá 1,8 triệu một mét vuông, hiện tại đang trồng cây đất lâu lắm thưa quý vị. Đại khái là người dân người ta nói rằng là cái giá 1 triệu đồng trên 1 mét vuông thôi à, phải gọi chính xác là giá rất thấp hơn giá thị trường khoảng 50 lần chứ, đừng nói là vài lần. Okay. Mà người dân người ta không có, người ta chỉ quan sát thôi mà người ta nói cái giá là như vậy đó. Chúng tôi rất tiếc không đủ thời giờ, chỉ có một cái tin mừng nữa cho bên ngành y tế là nữ giám đốc của chi nhánh Vinaca, cái nơi mà chế thuốc cho chữa bệnh ung thư bằng than đó. Than. Thì bà bảo như thế này, bột than sẽ hút bớt độc tố tế bào ung thư. Bà Trần Thị Tuyết, giám đốc chi nhánh thứ 6 của Vinaca tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tại lễ khai trương chi nhánh, bởi vì bà cho rằng ngày xưa là khi mà cơm khê đó, người ta lấy than, người ta bỏ vào cơm thì cơm nó hết khê. Bây giờ ung thư nó cũng giống như cơm khê. Cho nên là chúng tôi cũng khám phá mới. Khám phá mới, cho nên quý vị nào ung thư thì nhớ về Việt Nam kiếm than để mà chữa. Chúng tôi chào tạm biệt quý vị, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.